Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Viettel. Ngắm hình ảnh của các fashion nista tại Coachella 2019, bạn sẽ có không ít gợi ý để chọn trang phục cho mùa hè này. Giọng đọc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Viettel. 1. Tour đua dưới ánh nắng rực rỡ của vùng sa mạc California. Các cô gái tung tẩy trong những bộ váy tour đua, giúp những điệu nhảy và bước chân đi thêm duyên dáng. Tour đua chắc chắn là kiểu mốt không thể bỏ qua trong những chuyến du lịch hay buổi tiệc ngày hè. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Viettel. Khi diện đồ tour đua, bạn sẽ rất dễ dàng trong việc tạo dáng. Chỉ cần xoay người và để những sợi dây vô tư nhún nhảy, bức hình của bạn đã rất sinh động, tràn đầy sức sống. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. 2. Neon mùa hè năm nay chứng kiến sự lên ngôi mạnh mẽ của những gam màu rực rỡ, chói lóa khắp Âu Á. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Viettel. Ở Coachella 2019, các cô gái cũng diện đồ neon nhiệt tình. Trong không khí vui nhộn của lễ hội âm nhạc, những bộ trang phục sặc sỡ giúp bạn không bị chìm lấp giữa đám đông. Các tông neon xanh chuối, hồng hay tím được các cô gái Mỹ yêu thích hơn cả vì đây là những tông nóng hot trend năm nay. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. 3. Len móc đồ sợi. Len móc là một đặc trưng trang phục mỗi kỳ Coachella. Vì đây là kiểu trang phục tiêu biểu cho phong cách boho, chic, tôn vinh tinh thần phóng khoáng, hoang dại và rất gợi cảm. Đồ len móc siêu mỏng nên mang đến cảm giác mát mẻ ngày hè. Trang phục này có thể kết hợp theo nhiều cách, phổ biến nhất là diện cùng bikini phía trong để đi biển. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. 4. Xuyên thấu. Đồ xuyên thấu chưa bao giờ lỗi mốt mỗi kỳ lễ hội Coachella, năm nay cũng không phải ngoại lệ. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Viettel. Chất liệu vải mong manh giúp các cô gái khoe khéo đường cong ẩn hiện cùng làn da nâu khỏe khoắn. Bản quyền của trung tâm không gian mạng Viettel. Đồ xuyên thấu tuy sành điệu và gợi cảm nhưng rất dễ bị biến thành phản cảm, vì thế phải rất khéo kết hợp cùng nội y phía trong và ứng dụng phù hợp hoàn cảnh. 5. Metallic. Đồ ánh kim, phụ kiện kim loại lấp lánh mang đến cho các cô gái diện mạo nổi bần bật dưới nắng. Giọng đọc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel. Trang phục này còn rất thích hợp với da nâu nên được fashionista Mỹ ưa chuộng khi mang đến Coachella. Đồ metallic mang đậm hơi hướng tương lai, rất trẻ trung và cá tính, đặc biệt là khi mặc không cần mix thêm nhiều phụ kiện vẫn nổi bật. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. 6. Mặc cả cây diện giam siêu tuy đẹp nhưng lại gây bất tiện khi cởi ra mặc vào, đó là lý do mốc diện đồ nguyên set dần được ưa chuộng hơn. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Vẫn giữ được tác dụng kéo dài người hoàn hảo nhưng mặc đồ cả cây rất tiện lợi, không tốn công mít, mét. Giọng đọc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Viettel. Bên cạnh các kiểu họa tiết cơ bản như hoa, chấm bi, họa tiết caro kiểu thập niên 90 đặc biệt được cái Mỹ ưa chuộng năm nay. 7. Họa tiết da động vật. Phong cách đặc trưng của các tín đồ ở lễ hội mùa hè là hippie, du mục mổ ngáo, vì thế họa tiết da động vật như da rắn, da chăn, da báo, gợi nhớ thiên nhiên được sử dụng nhiệt tình. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của trung tâm không gian mạng Viettel. Trang phục hay phụ kiện họa tiết da động vật giúp các cô gái trông nổi bật và sang chảnh. 8. Tai, D.I.E. ở Coachella 2019, Gigi Hadid lăng xê mốc áo loan nổi nhiều màu sắc. Đây cũng là xu hướng được dự đoán bùng nổ hơn năm nay sau thời gian có phần hạ nhiệt.
giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nếu như những năm trước màu loan kiểu denim được yêu thích thì năm nay, trang phục pha trộn càng nhiều màu sắc neon sặc sỡ càng gây sốt. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel.